Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 13 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Bảy tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 33.200 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán năm và tăng 40% so với cùng kỳ. Viettel Thanh Hóa tạm tắt sóng 2G sớm tại một số địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 13 tháng 8, tại thành phố Sầm Sơn, dưới sự chủ trì của các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Đồng thời tham vấn về những chủ trương, định hướng, chính sách phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh những nét nổi bật về tình hình phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong 7 tháng năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rất khó lường. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục phục hồi, song sản xuất kinh doanh trong một số ngành lĩnh vực còn nhiều khó khăn, sức cầu của nền kinh tế còn yếu, áp lực lạm phát gia tăng. Trong tỉnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức vẫn rất lớn. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo, phát triển. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cải thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trên cơ sở nhận diện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện qua những kết quả toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 7 tháng năm 2024. Nhất là không khí đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những khó khăn, thách thức trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo toàn tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển. Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng đã chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của mình, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy cao hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm, những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều này thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm và hết sức tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm về những định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong công tác thu hút các dự án đầu tư lớn, dự án trọng điểm, chiến lược phát triển khu kinh tế Nghi Sơn, các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã giải đáp những vấn đề được các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nêu lên trong buổi gặp mặt, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất,
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh đương nhiệm rất mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp ý kiến, góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh để ngày càng làm cao dày thêm truyền thống và thành tích đáng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Ban Chỉ đạo An ninh Trật tự xã Tiên Trang đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Quảng Xương tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Trong không khí tươi vui phấn khởi, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghe báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tiên Trang đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Công an xã đã tham mưu thành lập 12 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở 12 thôn, phát động phong trào tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng những kết quả mà cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Tiên Trang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Tiên Trang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là ngày hội của nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt là chỗ dựa vững chắc để nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và khen thưởng của cấp huyện, cấp xã. Chiều nay ngày 13 tháng 8, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tới dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Tế Lợi, đơn vị tổ chức ngày hội điểm của huyện Nông Cống. Những năm gần đây, xã Tế Lợi huyện Nông Cống luôn ổn định về tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt trên địa bàn xã không có điểm tụ điểm phức tạp, không có đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Các vụ việc có xu hướng giảm bền vững. 5 năm gần đây không xảy ra trọng án. Xã đã duy trì được 21 tổ an ninh xã hội, 7 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các thôn. Hiện nay, 100% khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và trụ sở xã đăng ký đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và có 4 mô hình an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận đánh giá cao cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 huyện Nông Cống nói chung và xã Tế Lợi nói riêng trong những năm qua đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhận định trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Đồng chí đề nghị huyện Nông Cống tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước khác. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ đó tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân và sự phát triển của địa phương. Chiều nay ngày 13 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành và các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy định điều kiện diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và dự thảo quy định hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình cá nhân,
hạn mức giao đất ở, giao đất chưa sử dụng cho cá nhân, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của luật đất đai năm 2024 đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, thị trường bất động sản cũng như nhiều lĩnh vực kinh tế và hoạt động của đời sống xã hội. Để đảm bảo quyền lợi tối đa của người dân khi tiếp cận với luật, việc ban hành các quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh phải tuân thủ nghiêm các quy định của luật, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi khi áp dụng sẽ không gây xáo trộn tình hình quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương trong tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang lưu ý, nội dung quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, lâm nghiệp và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các ngành, các đơn vị, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 16 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 33.200 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán năm và tăng 40% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là trong tổng thu ngân sách, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh có tăng trưởng so với cùng kỳ do nền kinh tế đang trên đà khởi sắc. Trong đó, thu nội địa đạt trên 20.500 tỷ đồng, đạt 96% dự toán giao, tăng 51% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu thuế thu nhập cá nhân, thu thuế bảo vệ môi trường. Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 12.700 tỷ đồng, tăng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2024. Theo đánh giá, số thu nội địa, trong đó có khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đang ngày càng chiếm tỷ trọng khá trong tổng thu ngân sách. Đồng thời, kết quả trên cũng cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã phục hồi và tiếp tục khởi sắc. Các chính sách gia hạn thuế, giảm thuế, phí và lệ phí có tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi được hỗ trợ giảm thuế VAT 2%. Chúng tôi cảm thấy là sự nỗ lực của công ty, mà bên cạnh đấy là được sự hỗ trợ như thế, thì chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ công ty sẽ phát triển. Với sắc thuế ngoài quốc doanh thì chúng tôi đã tiến độ là so với cùng kỳ chúng tôi đã tăng là 113,6%. Còn về riêng về cái thuế, trong đó có số thuế thu cao đó là thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng và thuế tài nguyên, nó so với cùng kỳ nó tăng cao khoảng 165%. Thì đó là thể hiện về cái chính sách mà chính phủ đã hỗ trợ cho doanh nghiệp đã đi vào cuộc sống, để doanh nghiệp người dân ta thực hiện phục hồi cái kinh tế nó tốt hơn. Các ngành thực hiện nhiệm vụ thu đã tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai nộp thuế, hoàn thuế, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác thu thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 tăng 10% trở lên so với năm 2023. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngành thuế tiếp tục giao chỉ tiêu hàng quý để đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm tra, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề thanh tra kiểm tra đã ban hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế và thu hồi nợ đọng thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong những tháng cuối năm, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được thụ hưởng các chính sách giảm thuế phí tiền thuê đất, dự kiến sẽ tác động đến giảm thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ về thuế cũng sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước. Với tiến độ thu tích cực như hiện nay, nhiều khả năng tỉnh Thanh Hóa sẽ về đích sớm thu ngân sách nhà nước trong tháng 9 năm 2024.
Sau hơn một tháng chính thức có hiệu lực thi hành, luật căn cước 2023 với nhiều điểm mới, đặc biệt là việc mở rộng đối tượng cấp căn cước, đã giải quyết được nhiều vấn đề của thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, cũng như yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về dân cư. Trước đây, vì chưa có thẻ căn cước, mỗi khi Lê Nguyễn Quỳnh Anh đi thi, đi khám bệnh hay tham gia giao thông bằng đường hàng không, phụ huynh của em phải mang theo giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao công chứng để làm thủ tục. Rất bất tiện vì loại giấy tờ này có kích thước lớn, lại dễ bị hư hỏng. Vì vậy, khi luật căn cước có hiệu lực cho phép những công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước, Quỳnh Anh đã chủ động tìm hiểu thông tin để đăng ký làm thủ tục xin cấp căn cước. Sau khi nghe các chú công an tuyên truyền về căn cước công dân, thì em thấy rất là thuận tiện trong việc đi du lịch, đi khám bệnh và đi thi trong các cuộc thi. Tại bởi vì là không phải đem theo nhiều giấy khai sinh hay là nhiều thủ tục khác. Luật căn cước năm 2023 quy định tất cả công dân Việt Nam dưới 14 tuổi đều có quyền được cấp thẻ căn cước khi có nhu cầu. Ngoài ra, luật cũng quy định người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch hiện đang sinh sống tại Việt Nam sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước. Các quy định này đã đáp ứng yêu cầu về quản lý dân cư và đảm bảo quyền công dân đối với mọi cá nhân đang sinh sống ổn định trên đất nước Việt Nam. Hiện nay đang tồn tại một cái tình trạng là rất nhiều người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống trên đất Việt Nam nhưng không có bất cứ một cái loại giấy tờ gì. Và luật lần này bổ sung cái đối tượng này và những người này cũng sẽ được cấp cái giấy chứng nhận căn cước, có thể thực hiện các cái giao dịch trên đất nước Việt Nam. Cái giấy chứng nhận căn cước thì chỉ sử dụng trong một năm. Thế và cái người có thẩm quyền cấp cái giấy chứng nhận căn cước này thì là giám đốc công an cấp tỉnh. Các thông tin cá nhân của công dân sẽ được số hóa trong quá trình thu nhận thông tin, tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy, công tác quản lý dân cư cũng buộc phải đổi mới theo hướng hiện đại thông qua nền tảng điện tử được phân cấp, phân quyền, quản lý và khai thác. Từ đó, hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiệp vụ, nắm bắt địa bàn, di biến động dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, thông suốt từ cấp trung ương đến cấp cơ sở. Khi áp dụng luật căn cước mới, thì lực lượng công an xã có thể nắm bắt tốt tình hình, cấp căn cước cho toàn bộ người dân khi mà cần tra xét hay là tìm thông tin về một đối tượng trong diện quản lý hay trong một vụ việc nào, chúng ta có thể tìm một cách nhanh chóng. Chúng tôi đã tập trung công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến từng hộ dân dưới nhiều hình thức, kết hợp giữa tuyên truyền tại các hội nghị, tại các cuộc họp tổ dân phố, xây dựng nội dung tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của phường và đặc biệt là hệ thống Zalo nhóm của các khu phố để người dân nắm rõ các nội dung cơ bản của luật căn cước. Sau hơn một tháng thi hành luật căn cước năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận hơn 61.300 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước, trong đó có khoảng 32.600 hồ sơ đề nghị cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi. Công an các địa phương cũng đang tổ chức các đợt cao điểm cấp thẻ căn cước lưu động nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, đảm bảo thu nhận thông tin đúng, đủ, sạch, sống cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo cơ sở để đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh. Trước vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, nhiều hãng xe trên thế giới chuyển hướng sang sản xuất xe điện để thay thế cho xe dùng động cơ đốt trong. Và những năm gần đây, nhiều hãng xe đã và đang giới thiệu những dòng sản phẩm động cơ điện tại thị trường Thanh Hóa. Người tiêu dùng trong tỉnh cũng đang dần tiếp cận với các dòng xe này. Mặc dù vừa đưa về thị trường Thanh Hóa được một tháng, nhưng hãng ô tô điện này đã bán được hơn 20 xe các loại. Với 3 dòng xe theo phân khúc giá từ 600 triệu đến 1,3 tỷ đồng, khách hàng có thể lựa chọn theo điều kiện của mình. Bên cạnh đó, hãng cũng đang chạy nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng. Chúng tôi đang có những cái chính sách là hỗ trợ cho khách hàng về cái việc theo chính phủ đó là giảm thuế 100%. Và sau đấy thì chúng tôi cũng có tặng cho khách hàng những cái sạc tại nhà và lắp đặt miễn phí. Để kích cầu tiêu dùng ô tô điện, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách ưu đãi về thuế với ô tô điện. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm về mức 3% đối với các dòng xe dưới 9 chỗ. Ô tô điện chạy pin cũng được miễn thuế trước bạ trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Những chính sách này đã tác động tích cực đến tâm lý người tiêu dùng.
Sau khi tham khảo nhiều nơi thì gia đình tôi cũng đã tìm đến cho mình, mua cho mình một chiếc xe điện. Vì tôi nghĩ là xe điện thì bây giờ thì thân thiện với môi trường này. Xong rồi xe điện tiết kiệm được rất nhiều các khoản chi phí như là lệ phí trước bạ, rồi chi phí xăng dầu. Cùng với ô tô, những năm gần đây, các dòng xe máy điện cũng đã xuất hiện khá phổ biến trên thị trường Thanh Hóa. Nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng, các hãng xe đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng. Giá cả cũng từ loại bình dân đến cao cấp. Theo Bộ Công Thương, doanh số tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam đã tăng khoảng 30% đến 35% trong những năm gần đây, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn nhất khu vực ASEAN, đứng thứ hai toàn cầu chỉ sau Trung Quốc. Và Thanh Hóa thuộc top những tỉnh thành tiêu thụ xe máy điện lớn nhất. Xe điện Thanh Hóa chúng tôi cũng đang có những cái bước tiến phát triển trong cái việc mà chuyển đổi năng lượng công nghệ xăng dầu sang năng lượng công nghệ xanh sạch. Thì thị trường của năm nay thì xe điện bắt đầu chuyển sang xe điện học sinh và cho người đi làm, thì là cửa hàng chúng tôi đang có những cái chuẩn bị cực kỳ với những cái số lượng và mẫu mã đa dạng trong cửa hàng để góp phần cung ứng ra bên ngoài thị trường. Có thể thấy xe điện đang ngày càng phổ biến tại thị trường Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Từ những mẫu xe hạng sang cho đến những mẫu xe giá rẻ. Theo dự báo, thị phần ô tô điện tại Việt Nam có thể đạt 15% trong năm 2024, xếp thứ hai Đông Nam Á. Cùng với đó, trước những tác động từ giá xăng dầu tăng cao và vấn đề môi trường, doanh số tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam được dự đoán sẽ sớm vượt qua xe xăng. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, hệ thống thông tin di động 2G sẽ tắt sóng trên toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết tháng 7 năm 2024, nhà mạng Viettel vẫn còn khoảng 250.000 thuê bao 2G, chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số các nhà mạng. Để thúc đẩy người dân nhanh chóng thực hiện chuyển đổi dịch vụ và thiết bị từ 2G lên 4G, Viettel Thanh Hóa đang triển khai lộ trình tạm tắt sóng 2G sớm tại một số địa bàn. Thực hiện lộ trình tạm tắt sóng 2G sớm từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 đến 24 giờ ngày 24 tháng 7 vừa qua, Viettel Thanh Hóa đã tắt sóng 2G trên địa bàn hai huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa. Trong thời gian này, các thuê bao sử dụng thiết bị di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sẽ gặp tình trạng tạm dừng chức năng gọi đi. Tuy nhiên, các thuê bao này vẫn có thể nhận cuộc gọi đến, nhận và gửi tin nhắn bình thường. Theo đại diện chi nhánh Viettel Thiệu Hóa, mặc dù công tác tuyên truyền tắt sóng 2G được thực hiện liên tục từ đầu năm đến nay, song do tâm lý chưa đến hạn, nên người dân vẫn chưa chủ động chuyển đổi dịch vụ lên 4G. Tính đến đầu tháng 7 năm 2024, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa vẫn còn 9.100 thuê bao Viettel 2G. Thế nhưng, chỉ trong khoảng 10 ngày trước, trong và sau khi nhà mạng Viettel triển khai tạm tắt sóng 2G, số lượng người đăng ký chuyển đổi SIM và thiết bị 2G lên 4G đã tăng đột biến. 3 ngày vừa qua, thì tôi gọi hoặc là con cháu nó gọi về thì cảm thấy nó cũng cái trục trặc, nó không gọi được. Thì tôi cũng được tư vấn là đổi lên điện thoại thông minh hoặc điện thoại bình thường. Nhưng mà nó có 4G thì sử dụng nó tốt hơn. Thì tôi cũng được tư vấn như vậy. Như vậy tôi quyết định là đổi lên cái điện thoại 4G thì để sử dụng cho nó tiện. Hiệu quả của việc tắt sóng thí điểm thì rất là rõ rệt trong cái thời gian vừa rồi. Đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta từ ngày 19 đến ngày 24 thì cái tỷ lệ chuyển đổi là mức độ đạt số lượng khách thuê bao ra ngoài tất cả các điểm, 51 cái điểm mà gọi là hỗ trợ về truy cập và nâng cấp chất lượng của 4G của Viettel ấy, thì là lên đến 4.700 cái lượt khách hàng ra để nâng cấp dịch vụ. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày chính thức tắt sóng 2G là ngày 16 tháng 9 năm 2024, nhà mạng Viettel sẽ tiếp tục triển khai 5 đợt tạm tắt sóng 2G sớm. Để thực hiện đúng lộ trình tắt sóng 2G và giúp người dân không bị mất liên lạc, Viettel Thanh Hóa có nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng, nhất là đối tượng nghèo và cận nghèo khi chuyển đổi SIM và nâng cấp điện thoại từ 2G lên 4G, như giảm từ 50 đến 70% giá máy smartphone 4G, cung cấp điện thoại phím bấm 4G với giá rẻ kèm nhiều ưu đãi cước dịch vụ cho người lớn tuổi hoặc khách hàng chỉ có nhu cầu nghe gọi cơ bản. Viettel là chủ động là nhắn tin đến 100% cái khách hàng mà đang sử dụng cái thiết bị 2G, huy động toàn bộ lực lượng nhân viên
trên địa bàn cũng như là các cái kênh bán để tham gia hỗ trợ chuyển đổi cho bà con, chuẩn bị cho cái mặt là hạ tầng phát sóng 4G, đảm bảo được cái vùng phủ 4G tương đương với 2G để hỗ trợ cho bà con trong cái việc mà sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất. Việc chuyển đổi từ 2G lên 4G không chỉ là một sự nâng cấp trong việc sử dụng điện thoại mà còn là bước tiến quan trọng giúp người dân nâng cao hiệu quả công việc, tiếp cận nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình thời sự sẽ là thông tin về một số sự kiện vừa diễn ra. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Sở Ngoại vụ Thanh Hóa và các cơ quan thuộc Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật thông tin về công tác biển Đông, hải đảo năm 2024. Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ cấp huyện, cấp xã và ngư dân các xã ven biển huyện Nga Sơn đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của luật thủy sản, các quy định về phòng chống khai thác IUU và quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn phương án đảm bảo thông tin liên lạc đối với tàu cá, cập nhật những diễn biến mới về tình hình Biển Đông, công tác đấu tranh và các giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Thực hiện chuỗi hoạt động xã hội với cộng đồng, thời gian qua, công ty trách nhiệm hạn Điện Nghi Sơn 2 tiếp tục tài trợ kinh phí đào tạo thuyền trưởng cho ngư dân của xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Chứng chỉ thuyền trưởng là điều kiện tiên quyết để ngư dân được cấp giấy phép khai thác trên biển, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC. Từ năm 2019 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức các khóa đào tạo cho 483 ngư dân xã Hải Hà lấy chứng chỉ thuyền trưởng hạng 3. Thông qua khóa học, giúp ngư dân nắm rõ các quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế về ngư trường khai thác, cách nhận biết tàu cá vi phạm thông qua màu sơn, từ đó phối hợp cơ quan chức năng kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Sau đây là thông báo của nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1. Hiện nay trên sông Mã, mực nước đang về hồ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 1.400 m khối trên giây. Căn cứ theo lưu lượng xả của hồ thủy điện Trung Sơn và lưu lượng xả của hồ thủy điện Bá Thước 2 về hạ du, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ 1.400 m khối trên giây đến 2.000 m khối trên giây. Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 tăng lưu lượng xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5 m như sau. Thời gian xả lũ dự kiến từ 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2024. Thời gian kết thúc xả dự kiến từ 20 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2024. Lưu lượng xả dự kiến từ 1.400 m khối trên giây đến 2.000 m khối trên giây tùy theo lưu lượng nước đến hồ và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25,5 m. Tổng lưu lượng về hạ du dự kiến từ 1.400 m khối trên giây đến 2.000 m khối trên giây. Mực nước hạ lưu chênh lệch từ cao trình 19 m đến 22 m. Công tác xả lũ, nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả lũ bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa và Ủy ban nhân dân các xã thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối, hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Nhân dân tuyệt đối không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ khi nước dâng lên hoặc rút xuống theo quy trình vận hành hồ chứa. Các xã vùng hạ lưu cần có kế hoạch chủ động trong việc di dời nhân dân để an toàn nếu thấy cần thiết. Đầu mối liên hệ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, ông Nguyễn Thế Nhật, giám đốc nhà máy, số điện thoại 0966 653 148, số điện thoại nhà máy 0237 656 8899. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời gian qua, công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Do vậy, các sở ngành địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa, hướng đến dần thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tại cửa hàng thực phẩm này, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng đến mua hàng. Theo quan sát của phóng viên, có những khách hàng đã mang vật dụng tiện lợi để có thể tái sử dụng nhiều lần, song số lượng không nhiều. Đa số khách hàng đều sử dụng túi ni lông được cửa hàng phát miễn phí. Có một số khách là họ vẫn đang phải dùng túi ni lông, thì như lượng hàng em bán nhiều nhưng một ngày thì cũng vẫn khoảng tầm 2 lạng túi ni lông một ngày. Vâng, nên là cũng nói chung là
em cũng vẫn phải mua túi ni lông cho họ đựng, thì nói chung cái môi trường này nó vẫn đang chưa được sạch sẽ lắm. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý, góp phần hạn chế rác thải nhựa. Các ngành địa phương đơn vị trong tỉnh triển khai nhiều mô hình, giải pháp như tuyên truyền, triển khai kế hoạch hạn chế, tiến tới không sử dụng túi ni lông, khuyến khích người tiêu dùng mang túi, bao gói khi mua sắm. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng túi ni lông trong sinh hoạt của người dân vẫn còn phổ biến. Theo thống kê, mỗi năm trên địa bàn tỉnh phát sinh trên 114.000 tấn rác thải nhựa. Dự kiến đến năm 2025 tăng lên trên 125.000 tấn, đến năm 2030 sẽ là trên 150.000 tấn. Rác thải nhựa ra môi trường ngày càng gia tăng và khó kiểm soát, khối lượng được thu gom xử lý tái chế vẫn còn tới gần 10%. Ủy ban thành phố thì đang đề nghị với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, ủy ban nhân cấp phường xã là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cái ý thức, cái nhận thức của người dân về cái sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó thì hạn chế về cái sử dụng cái vật dụng một lần, sẽ triển khai cái ký cam kết với các ban quản lý chung cư, các tòa nhà, rồi các siêu thị, các cái nơi mà bán đồ ăn nhanh là để hạn chế dùng cái túi bóng rồi các cái vật dụng một lần. Tuyên truyền có lẽ là giải pháp quan trọng nhất để cho thay đổi thói quen của người dân, và rất là cần phải sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Thì đề nghị là phải tuyên truyền và yêu cầu các xã, phường, thị trấn là phải tuyên truyền cho các hộ dân là phải thực hiện được cái việc là giảm thiểu rác thải nhựa. Bên cạnh giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy đối với kinh tế xã hội, môi trường và sức khỏe con người, các cơ quan đơn vị cần khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen mang theo đồ dùng sử dụng nhiều lần hoặc bằng chất liệu thân thiện với môi trường khi đi mua sắm. Tiếp tục nhân rộng những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm chung tay giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.